Chúng tôi sẽ trình bày một cái tiết mục rất là đặc biệt cùng với anh của Phi Nhung. Quý vị biết anh nào chưa? Dạ chị Phi Nhung. Dạ. Tôi thú thiệt với chị là tôi mới chị Phương Anh dữ lắm. Hả? Cái gì vậy sao? Thì chạy vô mà họ không thấy nhưng mà vợ tôi khoái cô Phi Nhung. À. Bà nội vợ tôi cũng khoái nữa. Nói chung là cổ quyền hết cổ và tôi ai cũng mê chị hết. Nghe nói là chị làm từ thiện rồi cũng dữ lắm. Chị nuôi mấy trẻ mồ côi rồi cũng nhiều. Con nhỏ thôi mà đừng có nhắc tới. Không mấy tôi có ông bạn cũng cơ nhở mấy chị nhận nuôi ổng được. Không, mình nhận con nhỏ. Không phải, xin lỗi chị, tại vì là ổng là vợ ổng chết rồi, con ổng cũng bỏ nhà đi. Ổng bệnh nặng lắm mà bây giờ không ai chữa được hết. Hẳn có cô ở đây nhờ cô về cô chữa bệnh giùm ổng. Tôi chỉ biết hát thôi chứ tôi đâu có biết chữa bệnh gì đâu. Cái giọng hát cô là chữa bệnh được rồi. Ổng có đứa con gái giống y chang cô mà cô về cô hát ổng nghe xong cái ổng chết. Không, bà nội cha gặp cô kỳ quá, nghe xong cái ổng hết bệnh. Cô giúp chị anh cô. Không, chắc không được đâu. Thôi, để tôi đi với cô, tôi đi. Thôi bậy, bữa nay tôi biết ly xô của cô ở đây nè. Tôi mới gán, tôi chen vô, tôi gặp được cô để hốt cô về, tôi chữa bệnh cho ổng á. Cái gì vậy, dùng từ khó nghe quá, cái gì hốt với lại ly xô. Cái này là fly show của Phi Nhung. Tôi biết rồi, ly xô. Không có, fly show. Chữ đó tôi nói không được con. Để cô gán cô giúp đi nha cô, nghe cô. Để cho tôi thử được không nha? Được, cô được. Bây giờ tôi đi làm gì? Theo tôi về dưới quê giúp ổng chứ làm gì trời. Đi về dưới quê? Ừ. Thì tôi đang hát ở đây mà. Không sao đâu, bà con ở đây chờ được. Bà con chờ em nha, đừng đi về nha. Nhớ tay đi. Ông cảm ơn em, dắt chị về chữa bệnh cho ông bạn của tôi. Dạ, nhớ ngồi nha, hứa rồi nha. Dạ, ngồi chờ khoảng 4-5 giờ sáng là cô lên Sài Gòn cô hát được. Mới đầu tháng cô hồn bữa nay mùng 1 có theo nó trù à. Tôi nói tôi không uống mà sao kỳ quá. Uống miếng đây. Tôi không uống. Uống đi. Chắc bà chai quá. Ông có dạy đó. Nãy giờ nó năn nỉ rồi. Uống thì uống đại mẹ nó đi. Đâu là mà hoài à. Thôi để nó đi chị, nguội tôi uống. Có uống đi rồi uống xong bây giờ tôi về tôi lấy cháo cho anh ăn. Thôi thì để lát tôi nguội tôi uống. Thôi uống đi, uống liền đi rồi lấy cháo cho anh. Trời ơi, gì tới nóng nè, cái nóng không mà nó hấp hấp à. Gì đâu mà ham uống. Uống là phải hỏi. Thôi để cho nó nguội đi. Bà đổi thái độ mà tôi không kịp táp luôn á. Thấy cái chén này muốn táp mấy lần không được. Thôi để nó nguội chút uống. Uống mệt chứ muốn xỉu quá. Thôi bây giờ đồ đạc đồ cũ không ở đâu rồi. Đây tôi giặt cho. Con bộ mồ của đây đồ cũ mới. Thì cởi ra đi tôi giặt xong rồi tôi bật lại. Cởi đi. Được. Đây cởi ra. Bỏ đi. Tôi có được là từ chân cái lớn lên nó tới gần rúng mà. Tôi lớn lên chở tôi làm gì cho tôi. Mệt rồi quá rồi. Tôi đồng ý với bà à, là ngày xưa tôi có yêu bà thiệt. Trời ơi. Tôi chắc là người xưa chết hả? Thôi đó, mà chính tại vì bà không bình thường nên tôi hát bài buông bỏ. Cái gì? Không bình thường là sao? Ý nói tôi khùng quá hả? Ghét một chú. Đổ luôn. Nhân thuốc ai sắc rồi? Tôi. Sắc bao lâu? Trời ơi, 7 tiếng đồng hồ á. Sắc 7 tiếng đồng hồ? 7 tiếng đồng hồ, chụm lửa. Rồi á, thổi lửa, tiếp bao nhiêu lâu á, rồi mình sắc được cái thuốc như đó. Giờ đi đổ rồi, thấy mình có khùng không? Giờ sao anh ơi, hốt lại cái đó khùng hơn á. Cái mà nó thấm xuống đất rồi mà bà đòi hốt mà khùng hơn. Có, mà tôi thì có tôi làm cho anh vui thôi. Vui gì? Anh hết bệnh rồi, cái anh lên Sài Gòn á. Thôi. Anh tiền. Vậy gì á? Bay đi qua đây chiều không kịp là khai tùm lum rồi. Ủa sao bữa nay vợ chồng anh làm gì lại lạ à? Qua nhà tôi
Trời ơi, ngày xưa xa xôi rồi. Anh em xin đôi. Tao bận bộ đồ giống anh hệt vậy. Thì ở đây nó bán con cây giải mồ mà thằng nào cũng dành mua. Mai là nó giống như vậy. Vậy hả? Thằng bạn cũng vậy. Cũng cây giải cắt ra. Cũng cây thôi. Cũng cây ra nhưng mà tôi... Nói chung là bà xài chung cây đó. Gặp bà với tôi cây mồ. Ai à, mày là cây gì vậy tạo? Sao bữa nay tự nhiên vợ chồng anh qua đây có chuyện gì lạ? Có chuyện nói hỏi thăm sức khỏe rồi dạo này khỏe không? Chứ lại thấy cây đàn sao không đàn đi rồi hát hò gì chứ sao mà nằm hiu rồi không có không đàn gì hết. Đúng rồi anh. Thôi. Cây đàn này nó giống như là chi kỷ của mình vậy đó, lâu lâu mình mới đem nó xuống mà mình đàn mình hát. Đàn trong cái đàn hát đi rồi mình mới chết được. Ồ, có duyên quá vậy ta. Không. Mình phải... Để bà hát đi. Không. Hát là bà đi trước đi. Ý tôi nói là phải hát em mới hết được, là hết bệnh, nó cái tâm bệnh của ông á, hiểu không? Hát hồi gì nữa? Ngày xưa tôi đờn vợ tôi hát, rồi bà chết. Tới con gái tôi hát, giờ tới con gái tôi, nó cũng bỏ đi 10 năm nay rồi. Đợt với ai hát với ai đây? Ông đờ với tôi hát thôi. Ông hát rồi ai nghe? Ồ, nó nghe. Làm gì biết hát, đi ra chỗ khác nha. Từ anh hát đi. Thấy lột anh đờ đi em hát. Hai vợ chồng dành hát cọp trên núi xuống nghe hả? Có, em luyện rồi, em hát được các thương. Được. Mình em đi, cho em cơ hội đi hát. Lâu lắm rồi, tôi không cần tới cây đợt. Dạ. Tính tôi thì hiền từ, bà biết rồi đó. Hát hay tôi vỗ tay. Ừ. Hát dở tôi tám cái đợt ở trong mặt á. Ờ, vỗ cái nó cũng hiền từ xưa đến giờ. Trời, từ nãy giờ chị bị áp lực cái vụ hát này à nha. Chắc vợ ông hát cũng không được hay cho nên bà đứt rồi. Chắc chị tát cái đờn hoài luôn anh. Không, đờn còn nguyên người biết vợ tôi đứt vì bệnh mà. À. Thôi, đàn nói gì thôi chứ tôi giờ tôi đặt hát được rồi, hát được lắm nè. Đờn nè, cầm đi. Nhắm ổn không? Ổn. Cái mặt bà mặt tôi là đờn quốc vô hết mốt nổi rồi đó. Nó mốt sẵn rồi đó. Đưa mà đi tắm. Lâu lắm rồi mới cầm cái cây đờn. À, ngồi né né ra con mắt không thấy giận lắm à. Bài hát nghe. Ừ, tôi hát. Mày đi đi. Trời ơi, 10 năm rồi anh ơi, thôi
năm nay nó không muốn ở trong căn nhà này nữa. Tới giờ này cũng vậy, tôi không muốn thấy mặt nó. Nó phải bước ra khỏi ngôi nhà này. Bác Tư à, thật ra là con không phải con gái của bác đâu bác Tư à. Ôi trời ơi, bà nói gì cái đàn vô mặt con rồi sao? Không thể giấu bác được nữa, con chỉ là người giống con gái bác thôi. Dạ, thưa bác Tư, con là ca sĩ Phi Nhung. Con là ca sĩ Phi Nhung, con không phải con Lan của tôi à? Dạ, con có nghe bác chú Tám kể về con gái của bác. Cách đây 5 năm, con gái của bác đã chết rồi bác à. Bác Tư, cô ấy có viết thư cho cô, nói là hối hận dữ lắm rồi. Bác đừng giận chị ấy nữa nghe bác. Nếu bác đồng ý, con sẽ làm con gái nuôi của bác. Con sẽ thay chị Lan chăm sóc suốt cuộc đời của bác còn lại. Anh Tư ơi, thật ra con Lan á, nó bị bệnh nan y, nó mất rồi. Nhưng mà tại vì nó không muốn làm cho anh buồn, nó giấu anh vậy thôi. Anh tha cho nó đi anh ơi. Bác, mau trở lại.